hai chị nghĩ như thế nào về nếu mà chúng mình yêu chung một người? Nếu mà sau này chị có bao giờ nghĩ đến cái việc mà My nổi tiếng quá rồi My không chơi chị nữa không? Trời ơi. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Wow, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên có một vị khách mời đặc biệt đến với channel của Tiên. Hello, giới thiệu đi em. Hello, I'm Jennie. Wow. Thì hôm nay Tiên sẽ mời em Mì đến đây là một cái khách mời rất là đặc biệt, là tụi mình chưa có bao giờ có một cái video nào mà ngồi xuống mà nói chuyện với các bạn như vậy hết. Tại vì các bạn đang rất là mong chờ, quá là mong chờ cho nên trước này... chị em mình có một cái video là đi ăn. Đúng rồi, vlog thôi. Nhưng mà cái đó mọi người cũng thích quá trời luôn á. Kiểu rất là nhiều view luôn. Cho nên là hôm nay thôi quyết định là Tiên sẽ mời My ngồi xuống đây để trò chuyện. Thì hôm nay tụi mình có những cái món ăn từ pizza 4 piece cho mọi người. Nhưng mà My phải ăn salad. My lúc đầu là My dặn Tiên là chị ơi chị nhớ cho em một cái món nào mà nó giảm cân nha. Em đang cần phải hình ảnh rất là đẹp. Cho nên là bởi vì là Amy không biết nói gì nữa, bởi vì Amy chỉ biết rằng là dạo gần đây lịch trình của Amy rất là bận rộn, mà kiểu Amy cái việc ăn uống nhiều khi Amy ăn không xong là Amy nhịn luôn á. Mà hôm nay thì chị Tiên chị bọc qua nhà chị đi, chị cho ăn healthy food, salad các thứ. Healthy, oh, she's not so nice. Trời. Cái gì nữa chứ giờ thấy mày vậy làm sao mà dám cho mày ăn mấy cái mà không có healthy đúng không? Cho nên là tại vì đang trong một cái mùa mà My phải ra mắt rất là nhiều, từ album xuất hiện rất nhiều. Cho nên là hôm nay sẽ có những cái món như thế này. Và hôm nay Tiên có mì cua nữa mọi người. Chắc là Tiên ăn mình Tiên thôi chứ. Và không chỉ có chị Tiên chuẩn bị đâu mà Amy còn có một món quà muốn mang đến tặng chị Tiên. Hay quá trời. What? Amy's album tên Dreamy. Nhưng mà cái này thôi, cái này là đến cuối nhá. Để đến cuối chúng ta unbox. Cho nên là mọi người nhớ là xem hết cái video này để biết là Tiên unbox cái album này như thế nào nha. Ok. Và thì Tiên có hỏi các bạn rất là nhiều ở trên Instagram của Tiên. Hôm nay chị trả lời Q&A đúng không? Chính xác. Và thật sự là nhiều lắm My ơi, để cho My coi. Nhiều đến mức mà chị không biết là chị có thể. Oh my god, chị lọc ra những câu hỏi. Ok, nhưng mà câu chắc là bây giờ sẽ trả lời cái câu mà mọi người hỏi nhiều nhất đi. Okay, là tại sao hai tụi mình biết đến nhau. Cho mình trả lời trước nha. Chị ăn miếng thôi mọi người. Thật ra là để mà nói là tại sao biết đến nhau thì Amy nghĩ là mutual friends, right? Đúng rồi, tại vì hồi xưa thật như thế này nè. Hồi xưa Tiên có đăng ký một cái lớp nhảy private ở SC19. Thì mấy chị hồi xưa trong đó thì có dẫn Tiên đi chơi. Thì hôm đó tự nhiên mới dẫn My theo. Dẫn My theo thì hôm đó Tiên mới biết đến My. Lúc đó My vẫn là trainee thôi, đúng không? Chứ My chưa có ra mắt. Là chị Tiên với cả My chơi với nhau là từ trước khi Amy ra mắt. Đúng rồi, lâu lắm rồi. Chứ không phải là Amy ra mắt xong rồi hai chị em mới chơi với nhau. Mà rất là lạ nhá, là hai chị em gặp nhau xong sau đó nói chuyện với nhau thì lại kể ra là quen quá trời người, bạn chung luôn á. Nghĩa là quá trời chị luôn Tiên quen những người bạn ở bên Mỹ. Đúng rồi. Và My cũng quen những người bạn đó ở bên Mỹ. Và kiểu oh my god, kiểu rất là chung luôn á. Đó là lý do tại sao mà Tiên với My khá là thân với nhau. Tại vì thật ra nếu mà không có bạn chung thì rất là khó nói chuyện. Sau rồi chị em còn rất là thích đi chơi. Không mà kết đi chơi. Cho nên là nói chung là có những cái gu có những cái gu rất là giống nhau. Cho nên là đó là lý do tại sao mà tụi mình chơi được tới bây giờ. Ăn đi em. Thôi mình nên ăn một tí nhỉ. Tiếp đi chị. Câu này thì sorry không liên quan tới My lắm, nhưng mà tại vì rất nhiều người hỏi tại vì sao dạo này da mặt của chị nó bóng mà kiểu nó nhìn nó sáng á, thì chị có bí quyết nào không? Thì ok, Tiên sẽ nói cho mọi người là dạo này Tiên hay xài cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm mà Tiên hay xài của Pond. Đây là cái sản phẩm Micellar Water dòng Brightening Rose nè. Còn cái này là cũng là cái dòng đó luôn, nhưng mà nó là Nourishing Milk. Thì đây là cái sản phẩm mà Tiên muốn nói tới ngày hôm nay. Thì trong cái dòng này nó có 4 sản phẩm, và là aloe vera nè, than hoạt tính nè, cái này với lại cái sữa này. Đối với Nourishing Milk thì nó sẽ tẩy tế bào chết nhẹ nè, cho da căng bóng hơn. Rồi đối với aloe vera thì nó sẽ có cung cấp một dưỡng ẩm nhẹ nè. Còn đối với than hoạt tính thì nó sẽ detox cho da luôn. Cho nên bốn cái này có bốn cái function khác nhau, nhưng mà hôm nay Tiên chỉ focus vào cái dòng rose thôi ha. Hôm nay là đây là một cái dạng nước tẩy trang có chiết xuất từ hoa hồng, làm cho da mặt các bạn rất là căng, bóng, trắng, sáng. Thường thường mà chị đi làm á My thì là make up rất là ít thôi, cho nên là khi mà về mà tẩy trang thì chỉ cần sử dụng những cái sản phẩm mà nó rất là dễ xài và cũng như là tẩy rất là sạch và để lại cho lên da một cái lớp rất là mịn, không có bị khô, là chị thật sự rất thích. Cho nên nếu bạn nào muốn mua sản phẩm này thì Tiên có thể để link ở dưới để mọi người tham khảo nha. Đó, da giờ này căng bóng lắm mọi người, cho nên là nhờ những cái sản phẩm này Tiên sẽ recommend. Tiên thường Tiên cũng hay recommend trên story của Tiên những cái sản phẩm mà Tiên hay xài, cho nên là mọi người nhớ lên đó Instagram Tiên để xem nha. Câu tiếp theo là nếu mà sau này chị có bao giờ nghĩ đến cái việc mà My nổi tiếng quá rồi My không chơi với chị nữa không? Trời ơi. Không, nếu mà như vậy là My đã không chơi với chị từ cái lúc mà My ra mắt rồi. Ừ. Đúng không, đúng không? Thật ra là hai chị em cũng khá là tình cảm với nhau mà, kể cả Amy cũng có việc gì là Amy cũng phải nhớ đến chị Tiên, mà chị Tiên có việc gì cũng gọi Amy. Thế nên hai chị em lúc nào cũng có hoạn nạn có nhau á. Amy nhớ là có một lần nhà Amy sập điện, thế là mà sáng hôm sau My có chuyến bay để My đi diễn luôn ấy, đi Đà Nẵng diễn. Mà hôm đó buổi tối hôm đó My bị sập hết cả điện, My không ngủ nổi, My rất sợ luôn ấy. My về My muốn tắm rửa, My muốn ngủ nhưng mà điều hòa thì không bật, mà mọi người biết Sài Gòn rất nóng. Lúc đó Amy không biết cầu cứu ai luôn á. Amy á mới nhắn tin cho chị Tiên, nhưng bà lại ở Hồ Tràm. Bà lại ở Hồ Tràm, bà nói là ui thương mày quá, tao mà ở Sài Gòn ta đã cứu mày rồi. Và lúc đó mọi người ạ, Amy phải ngủ trong bóng tối. Trời, lúc đó là thật sự rất ôm mê luôn á. Amy tắm trong bóng tối, xong sau đó Amy ngủ trong bóng tối và vừa ngủ vừa khóc. Trời, rất là sợ. Lúc đó là thật sự rất là thương My mà Tiên không còn biết cái cách nào nữa. Lúc đầu Tiên còn nói là Tiên còn chị còn định như nè, thôi bây giờ em qua nhà chị đi, chị mở cửa cho, nhưng mà nhà chị có điện này nọ để nó đỡ cho em đỡ sợ. Đúng rồi, Tiên nghĩ đến cái mức đó luôn rồi, nhưng mà My nó thôi chắc không sao đâu, chắc em ráng ngủ. Mà rất là thương là tại vì hôm sau phải bay rất là sớm đúng không? Tại vì kiểu chị Tiên cũng bận á, thế nên là My kiểu My nếu mà chị Tiên có ở nhà thì My chắc chắn là My lao đến luôn, nhưng mà tại vì bà này không có ở nhà mọi người, thế nên là thôi My ở nhà luôn, My ngại nữa. Ok. À, câu này cũng hay nè. Hai chị thích nhóm nhạc Hàn Quốc nào? Và tại sao? 1, 2, 3. Hôm nay là hôm nay không bán nè. Yeah. Trời, cúp linh đúng không vợ? Dạ, bling bling. Mình lên. What the hell? My thích ai nhất My? Em thích tất cả các chị luôn, nhưng mà of course Jennie là mẫu người mà em kiểu mẫu hình con gái lý tưởng mà em lúc nào học hỏi theo, tại vì Jennie có một khuôn mặt tròn giống chị em mình. You see that? Tiên thích Rosé như mọi người đã biết rồi. Hai người có đi du học với nhau không ạ? Không. Nó. Con này thì chắc nhiều người cũng nghĩ là, tại vì chị lúc đầu chị cũng nghĩ em đi du học. Nó. Tại vì em hay nói tiếng Anh. Nên chị nghĩ là chắc My hồi xưa chắc cũng có đi du học ở đâu đó, nhưng mà thật ra lại không. Đi là kiểu công việc ở Sài Gòn, học hành ở Sài Gòn hết. Rồi có một câu này nữa. Điểm yêu thích nhất của người còn lại là gì? 3 điểm đi. 3 điểm luôn? 3 điểm. Amy bị ấn tượng bởi cái má của chị Tiên. Sắp kỳ vậy? Mọi người đây, mọi người thấy đấy. Chắp bì. Nhưng mà mọi người hồi xưa mọi người nghĩ là chị tiêm má, chị sữa tóc đúng không? Nhưng không có, trời mọi người. Đẻ là nó vậy luôn á, sự. Rồi cái thứ hai. Tiếp theo là đôi chân của Tiên. Sâu nhỏ mọi người ạ. Rất là mê, vừa thẳng vừa nhỏ. Rồi tính. Và cái thứ ba là Tiên là một người rất hết mình. Rất là hết mình với cả bạn bè cũng như là chị em. Đó, thế nên là em rất là quý. Ok mọi người, 3 điều hả? My là một người luôn luôn cố gắng. Rất là cố gắng. Mặc dù rất là nhiều công việc ập tới và rất là stress, nhưng mà My luôn cố gắng vượt qua cái điều đó. Và nên là chị thấy rất là 3 điểm cơ mà. Từ từ tụi bay nói một cái rồi, hai cái rồi. Cái thứ hai là My rất là xinh, công nhận rất xinh. Mặc dù người nó hơi nhỏ thôi mọi người không hiểu đâu ra ngoài đời My nó chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà nhìn rất là kiểu little, nhìn nó dễ thương với mọi người. Tiên thấy vậy. Cái thứ ba là rất là lễ phép. Wow, con này mình rất là thích. Rất là lễ phép, có nghĩa là khi mà làm việc hay là như thế nào đi đó thì My vẫn luôn luôn rất là dạ vâng ạ. Nói chung là rất là một con người rất là rất là lễ phép. Nên là chị rất là quý những cái người mà lễ phép. Ok. Theo tiếp theo nè, hai chị nghĩ như thế nào về nếu mà chúng mình yêu chung một người? Sao em? Yêu chung một người hả? Chắc không có chuyện đó đâu nhở? Gu trai của mình có vẻ khác nhỉ? Khác nhau đó. Rất khác. Rất khác không. Nhau đó. Thường thường người ta hay nói gu trai khác thì mới chơi thân được với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà nếu em nghĩ cái chuyện này sẽ không xảy ra đâu ấy. Nhưng mà nếu thật sự đi, nếu mà ví dụ như giờ chị quen bồ cũ của em đi, em giận gì không? Giận chứ. Chị sẽ rất giận đó. Không, nhưng mà nếu mà chị quen bồ cũ với em nhưng mà chị lại thật hẳn với em ấy. Đúng. Nếu mà kiểu, thật ra là kiểu em với cả người ta đã chia tay nhau rồi. Đúng thì... Nhưng mà chị sẽ vậy này, My ơi, chị đang nói chuyện với anh này nè. Thì thôi, tại vì dù gì là kiểu mình với cả người ta cũng không còn là một cặp nữa. Mình với người ta đã không còn no longer be together. So kiểu anh ấy muốn làm gì anh ấy làm, mình muốn làm gì thì mình làm. Hai người đều sống một cuộc sống tự do. Nhưng mà em mà chơi thân, em lại chơi thân với Tiên nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là chị nha, nếu mà thật sự mà chị có yêu bồ em đi, bồ cũ đi, thì chị sẽ kiểu My ơi, chị nói cho chị nói cái này, chị đang nói chuyện với anh này ABCD, nhưng mà chị không biết là em có ok với việc này không. Nếu mà em ok thì ok, còn nếu mà không thì chắc chị phải như thế nào đó, tại vì nó là một cái gì đó tôn trọng em. Chị nghĩ như vậy, chứ không lẽ giờ chị cứ giấu em xong đùng cái em biết, em nghĩ là đúng rồi. Nếu mà kiểu bản thân mình mà biết điều đấy thì mình sẽ khá là tổn thương. Dạ, thật sự khá là tổn thương thôi. Dù gì kiểu con gái mà mỏng manh, dù gì kiểu bên trong của họ cũng rất là yếu đuối nữa. Thế nên là kiểu nếu mà cả hai cùng fix, cùng cố gắng để mà hiểu cho nhau thì nó sẽ tốt hơn. Ok, đúng không? Tại sao hai chị lại vừa đẹp và vừa giàu? Ủa, Tiên giàu chứ mình đâu có không. Ủa, alo, tức ghê luôn. Trời ơi, nói nghe tức á. Không có mọi người. Đẹp thì mình cũng bình thường thôi, nhưng mà giàu thì chắc chưa đâu. My thì chắc nó giàu. Không, ơi My giàu lắm. Mình nói thật ý, cái từ giàu là em nghĩ là nó xa vời quá. Không, thật sự chị cũng nghĩ vậy á. Thật sự luôn á. Nhưng mà mọi người kêu mà không, hai chị này xạo. Thôi mà nói thiệt, chị chưa có nghĩ là chị giàu luôn, tới mức giàu luôn á. Có nghĩa là mình đang sống kiểu ok, phải đầy đủ đó, đầy đủ. Ok, tiếp. Mọi người dùng cái từ đó đi. Câu cuối nha. Chị ơi, unboxing album của em đi nè. Trời ơi trời luôn, quảng cáo không vậy? Trời ơi, Mommy nha, thì thật sự là cảm nghĩ của Tiên khi mà chưa hơn, nói chung là My vừa mới ra mắt thôi, nhưng mà đã có trên tay album đầu tay rồi thì Tiên cảm thấy là rất là cảm phục My. Thật sự là không có phải là ca sĩ nào ở thị trường Việt Nam hiện nay cũng có thể làm ra một cái album như vậy mà My đã rất là thành công. Yes. Cho nên là chị rất là mừng cho em. Ok, bây giờ em nói nhiều quá rồi. Cái này nhá, em tặng chị nhá. Wow, chị là một trong những người được tặng trước đó nha. Thôi đã quá, chị biết em biết không, lâu mà chị mới cầm trên tay một cái album. Tại vì chị không có mua. Chị chỉ support những người chị thích. Unboxing. Chị sẽ mở ra nha. Ok, thì nó sẽ có ba cái này. Đây là photo book nè, đây là đĩa. Đây là gì My? Đây là một có nghĩa là một cái hộp để mà đựng tất cả những cái lá thư này, đựng card này, polaroid này, đựng những cái ảnh khá. Đây là con My đây mọi người đây. Thì trong này nó sẽ có những cái bài mà My đã từng hát nè. Anh nhà đâu thế, yêu thì yêu, không yêu thì yêu nè, đen đá không đường, my favorite, Mama Boy, bài mới hả? Mama Boy là bài mới. Trời giấu trời mang đi, All My Exes nè. All My Exes này là phiên bản ballad. À vậy hả? Sao anh chưa về nhà? Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Good night. Đây là chị, trong này có 1, 2, 3 bài mới hả? 4 hả? 4 bài mới. 4 bài mới đúng không? Còn lại là những cái bài là Tiên đã nghe rồi. Yes. On repeat. Nó sẽ màu hồng hết rồi. Vâng. Dễ thương vậy. Mọi người. Oh my god. So cute. Ok, sớm. Nó bị nó giống như là cái kiểu đó rất là màu hồng mà kiểu dreamy. Hồng đúng rồi đó, chính xác. Ok, pastel ấy. Tiếp theo Tiên sẽ mở cái này ra. Đây, đây là cái photo book nha mọi người. Wow, đây là một phiên bản rất khác. Phiên bản haircut. Không, mà hôm qua chị coi cái video đó chị rất thích luôn nha. Thích cái concept á. Wow. Guys, it's stunning. Oh my god. Tiên sẽ chỉ cho mọi người xem nhiêu đó thôi, còn lại thì mọi người nhớ order album nha. Tiên sẽ để link ở dưới luôn. 280.000 nha. Đây là cái này là để chị mở đây nha. Đây là một cái dòng thư tay mà My đã viết cho mọi người. Wow. Tâm tình của em My gửi hết trong đó. Trời ơi, có dễ thương không vậy? Đây là hình ảnh My chụp nè mọi người. Đó, có những cái hình nữa cho nên là mọi người ơi, quá trời hình My luôn, để Tiên dán trong lâm phòng Tiên. Đó, nó sẽ có hình Polaroid đấy. Sneak peek. Ồ, có sticker nữa hả? Ừ, dán các thứ đấy. Chị sẽ dán cái này dán lên laptop của chị. Ô thế á? Xinh nhờ. Đúng rồi. Quá trời em luôn, đồng hồng này cứ hết sorry cho mọi người. Em tính cả rồi. Cảm ơn My rất nhiều. Chúc My luôn thành công trong con đường sự nghiệp ca sĩ. I love you. Đấy, chị em là lúc nào support nhau như thế đấy. Đúng rồi, mọi người không có fake nha. Mọi người đừng có nghĩ là tụi mình, tại vì ấy nha, tụi mình là chơi với nhau là lâu lắm rồi đó. Chắc cũng là 3 năm rồi đó. Ừ, 3 năm rồi đó. Ừ, lâu quá rồi nhờ. 3 năm rồi. Công nhận đấy, nhưng chị vẫn không cho em ngủ ở nhà chị nhá. Nè nhá, chị đi Hồ Tràm nhá. Cái này là tao đi Hồ Tràm chứ bộ. Ok, sẽ trả lời thêm vài câu nữa của mọi người nha. Chị với My có bao giờ từng xích mích với nhau không ạ? Chưa bao giờ đâu. Chưa bao giờ luôn á, không có gì đâu để xích mích ta. Đều lớn cả rồi, xích mích làm sao được. Không, thật sự là tụi mình quá bận á để xích mích đó mọi người. Thời gian gặp nhau còn không có nữa, nói chi thời gian giận nhau. Ôi, nhưng mà chị đã bao giờ xích mích với hội bạn thân của chị chưa? Ủa, hồi high school đầy luôn á. Hồi high school là tụi chị drama nghỉ chơi lum hết á. Tiên sẽ trả lời câu cuối cùng nha mọi người. Ấn tượng mỗi người lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ấn tượng là gặp Tiên là như My đã nói với mọi người, đó chính là hai cái má xinh choppy của Tiên. Và cái cách Tiên nói chuyện cũng rất là hay nữa. Thế nên là Amy cũng thấy khá là quý Tiên. Chơi với nhau phải là cái duyên đúng không mọi người? Đúng rồi. Mà hai chị em lại có cái duyên. Chắc vậy á. Cái duyên nó quá lớn đi. Không, phá đổ tất cả mọi ranh giới luôn đi. Từ cái chuyện là nói chuyện này, gặp nhau này, rồi đến cái chuyện là bạn chung này. Ôi trời ơi, cảm không bạn chung là Tiên hơi bị surprise luôn á. Tại vì ra để dành cho nhau như là Tiên nói ai ra là My cũng biết hết á. Chắc là trong cái môi trường như thế nào đó hay sao đó, My quen biết những con người bên Mỹ đối với Tiên, cho nên là Tiên kiểu My nói ra là ổn, mấy người này bạn chị hết mà. Nên cho nên là kiểu rất là dễ nhập. Còn ấn tượng đầu tiên của Tiên khi gặp My là My rất là nhỏ. Ồ, My lúc đó em mới chừng 18 tuổi. My kiểu cái người My nó nhỏ mà nó nhưng mà My là một cô gái thật sự là rất là nhiều năng lượng mọi người. Có nghĩa là nó khi nào nó cũng, cho dù nó mệt hay là nó cái gì nó cũng rất là năng động á. Em ơi, nói chị Tiên nói thế là kiểu em phải suy nghĩ về bản thân mình. Em cứ nghĩ là kiểu em là một người ủ dột và em là một người mà kiểu đang kiểu gặp stress rất là nhiều, cho nên là kiểu em nghĩ về chuyện buồn khá là nhiều ấy. Không, nhưng có nghĩa là Tiên thì lại bảo là My là một người rất là tích cực và năng lượng, thì em rất là happy về điều đó luôn. Không thì có thể là em buồn, em mệt những cái lúc mà em ở một mình, nhưng mà nếu mà vậy thì em rất là giỏi che giấu cảm xúc của em khi mà em gặp người khác. Như vậy hiểu không? Nhưng mà khi mỗi lần gặp em là khi nào em cũng là một người rất là năng động, rất là kiểu positive energy, rất là kiểu đó là những cảm nhận thật sự mà khi mà chị thấy. Tuyệt vời. Ok, cảm ơn My đã đến với channel của Tiên ngày hôm nay và đã ăn. Tiên cũng chưa có ăn được hết, bây giờ Tiên sẽ ngồi Tiên ăn tí, mà mình nói nhiều quá mình quên ăn luôn. Thì chúc My album này sẽ gặt hái được rất là nhiều thành công. Cho nên là nếu bạn nào chưa coi MV Yêu Thì Yêu, Không Yêu Thì Yêu, thì hãy vào cái link ở bên dưới. Tiên sẽ để tất cả những info của My, để hết Instagram, YouTube, rồi cái link mua album. Chỉ với 280.000 sở hữu một album rất là dễ thương với rất là nhiều hình Polaroid lần này. Và cảm ơn My hôm nay đã đến. Yes, very happy. Tại vì Amy cũng rất là yêu thương gia đình của chị Tiên, có nghĩa là gia đình fan á. Gia đình fairies. Cho nên là Amy cũng khá là hào hứng khi mà đến đây nói chuyện với chị. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye, thank you for watching and don't forget to subscribe.